Nhớ cái lần đầu nhìn thấy tuyếp wasabi cũng y như thế này. Ngựa ngựa không biết hương vị như thế nào, bóp một cái cho vào miệng thử. Và rồi tê tái. Ấy thế mà vẫn thích cơ. Nhưng mà ăn cùng với sushi hay là sashimi thì xưa rồi. Này là kết hợp ăn cùng thịt sườn và thịt xiên luôn. Đây nha, chính trên bao bì của cái tuyếp wasabi mà mình hay ăn. Là thấy có thể ăn cùng thịt, thế nên là chị em mình chuyển luôn. Tính là ăn mỗi sườn heo thôi, thế mà thấy thịt heo lắc là không thể cưỡng lại được, thôi thì gọi cả hai. Cái tuyếp wasabi của S&B này là mình mang đi đấy nha, chứ nhà hàng không có đâu. Vừa mới mua unbox luôn này. Thôi thì cứ ăn thử, nếu mà thấy hợp thì đây dạng tuyết thì cũng tiện, cứ mang đi mà ăn thôi. Nhưng mà trước hết là cứ phải hợp đã. Bình thường là ăn với sashimi là ăn thẳng cơ, nhưng mà nay là ăn với sườn, thế nên là mình xin phép là pha với nước sốt đấy, sốt BBQ nha, chấm là quá chuẩn. Mà mình cũng thử rồi, cái sốt này không cay lắm thôi, cho wasabi cũng đúng. Nhưng mà vẫn hơi rén nên là cho vừa phải thôi. Khuấy đều lên ăn thử vài ba miếng để xem thế nào đã chứ. Cái phần heo lắc mình gọi cái phần sốt lắc sẽ chua chua ngọt ngọt, do là cũng ăn được wasabi nên là cũng không ngần ngại mà dìm thật đẫm. Kiểu ấy khi cho thêm wasabi thì nó sẽ có thêm vị tê cay đầu lưỡi, mà còn kiểu thanh mát cơ. Ồ, pha trộn thế này lại hóa hay á, ăn cùng nhau lại hợp một cách kỳ lạ. Thực sự là chị em mình đã suýt xoa luôn. Chỉ là một phép thử thôi ấy thế mà lại có một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Thế là biết thế nào rồi đây. Cái dạng tuyết này lại còn rất tiện mang đi, mà cũng yên tâm là giữ được hương vị nguyên bản của mù tạt. Này, ai ăn được nhiều thì bóp mạnh, ai ăn ít thì bóp nhẹ thôi. Như mình này, đến lúc thử cái món sườn là cứ bóp thẳng vào luôn. Xong cái ngựa ngựa nhớ lại cái hồi mới biết đến wasabi, thấy màu xanh lá rất chi là đẹp mắt, hiểu không? Thế nên là cứ mạnh dạn bóp thẳng vào miệng. Ai ngờ đâu là miếng rõ to nó sộc thẳng lên mũi, tê tái luôn, nhưng mà rất là thích. Xong cái từ đó là mê wasabi luôn mà. Rồi đến món thịt sườn này, mình lau tay xong mình chuẩn bị ăn luôn nhỉ. Tuy là chị lớn tuổi hơn em nhưng mà cái gì thì cũng phải công bằng. Lớn thì ăn miếng nhỏ, nhỏ thì ăn miếng to, đắp vào là vừa khéo và công bằng rồi đấy. Thôi liền thuyền quá, thử luôn miếng sườn cùng wasabi nào. Bọn mình ăn thử cả cái cách là chấm vào cái sốt lúc nãy và cả quệt thẳng wasabi lên thịt sườn và ăn. Thực ra là sườn này là cũng được tẩm ướp rồi, thế nên là cứ quệt thẳng wasabi vào là ăn sẽ thích hơn đấy. Mà cũng không nhớ mình gọi cái sườn vị gì mà rất thơm luôn, đậm đà nữa, nhưng mà ăn một lúc là hơi khát nước. Uống xong lại ăn tiếp, chứ thịt sườn với wasabi là sự kết hợp ở đỉnh đấy. Nhưng mà chưa bỏ cuộc được, mình là nhất định mang cái tuyết wasabi này ăn cùng với thịt xiên nướng nữa. Tìm được cái quán này thấy bảo là cũng chuẩn vị ở Hà Nội. Thực sự là ở trong Sài Gòn là nhớ món này lắm, nhìn thấy là cứ hòa nhẹ về một thời sinh viên thôi. Nãy giờ xem wasabi ăn cùng nó có hợp với thịt xiên không này. Được cái là cái wasabi này của bên S&B là cũng rất là uy tín nha. Theo mình tìm hiểu là công ty đầu tiên ở Nhật Bản thành công trong việc phát triển và sản xuất wasabi dạng tuyết. Nghe phát là yên tâm luôn đúng không? Nhưng mà chắc chắn là mọi người không ngờ là cái việc ăn kết hợp cùng với thịt nó lại nâng cấp cái vị ngon lên một tầm cao mới. Thực sự đến lúc này là không có rén gì nữa hết rồi. Mở ra bóp thẳng cái wasabi vào thịt xiên và chén thôi. Thêm cái vị tê cay của wasabi vào nhưng mà không hề bị lạc, mà còn khiến cái món thịt xiên nó dậy vị hơn cơ. Mỗi tội là chưa chuẩn cái hương vị thịt xiên Hà Nội lắm đâu. Chắc là cũng ra giảm để hợp với khẩu vị của mọi người trong đây rồi. Đấy thì hôm nay mình mới thử ba loại thịt với wasabi thôi. Mọi người thì có thể thử nhiều loại khác nữa coi sao nha.